Địa điểm lần này của chúng ta là thành phố Kushima, tỉnh Miyazaki. Người đồng hương Việt Nam đang sinh sống tại thành phố này sẽ là người thế nào? Miyazaki là một tỉnh nằm ở khu vực Kyushu, cách Tokyo khoảng 1 tiếng 40 phút đi bằng máy bay. Với điều kiện thời tiết ấm áp, Miyazaki là địa điểm được yêu thích với nhiều hoạt động thể thao trên biển. Mỗi năm đón một lượng khách du lịch lớn trong và ngoài nước. Từ nhìn ở bên ngoài thì ngôi đền rất là rộng lớn, cảnh rất là đẹp. Khí hậu ở đây rất là mát mẻ thưa quý vị. Và đây là một ngôi đền rất là nổi tiếng ở tỉnh Miyazaki. Mọi người biết không, tôi nghe nói là ngôi đền này rất là linh thiêng luôn. Rất là nhiều người đến đây để mà cầu nguyện nè. Đặc biệt là những cặp đôi nha. Những cặp đôi họ đến đây họ cầu nguyện để có được con cái. Còn những người bình thường như Tường thì sao? Đến đây để cầu sự may mắn. Wow, ngày hôm nay Tường cũng sẽ vào trong để mà thành khẩn cầu nguyện để cái sự may mắn đến với tất cả mọi người và đặc biệt đến với Tường và gia đình của mình nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong đền nha. Wow, nhưng mà bữa nay Tường có hẹn với bạn Trinh là một cái bạn ở người Việt sống ở Nhật này nè, mà hẹn ở đây ở cổng số màu cam cam này nè. À, chị Cát Tường. Trinh hả? Dạ. Ủa mà biết chị không cưng? Dạ em có biết. Vậy hả? Người ta vừa mới kêu Cát Tường rồi. Bây giờ chúng ta đã gặp ở điểm hẹn rồi ha. Chị nghe nói đền này linh thiêng lắm. Trước khi chị em mình tâm sự thì em phải dẫn chị đi quanh một vòng. Dạ. Để xem ngôi đền này như thế nào. Dạ. Ok không? Dạ. Rồi, đây là ngôi đền Udojingu. Udojingu. Dạ. Bây giờ thì em với chị sẽ cùng đi tham quan đó. Wow. Yeah, let's go. Let's go. Trời ơi, tôi tưởng là tôi men dữ lắm rồi nha. Mà gặp bạn Trinh, Tường thấy, mọi người thấy không? Trinh còn men hơn Tường luôn nữa. Yeah. Ủa nhưng mà cưng đến Nhật Bản lâu chưa? Dạ em đến khoảng hơn 2 năm rưỡi rồi chị. 2 năm rưỡi, nói tiếng Nhật lầm chưa? Dạ em chỉ hiểu được và nói được một chút thôi chị. Tại vì trong công việc thì em có thể nói được. Rồi quen cuộc sống ở đây chưa? Em thấy người Nhật như thế nào? Đất nước Nhật như thế nào? Cuộc sống ở đây thì em rất là thấy cuộc sống ở đây mà em cũng đã quen. Còn người Nhật thì họ ở đây là họ rất là tốt. Họ đối xử với mình rất là tử tế trong công việc cũng như là khi mình tiếp xúc bên ngoài cũng vậy. Người ta rất là nhiệt tình và giúp đỡ mình. Tuy mới gặp nhau nhưng Tú Trinh đã cởi mở và trò chuyện rất thân thiết với Cát Tường như một người chị của mình khi cùng đi dạo trong đền Udojingu. Liệu điều thú vị gì đang chờ đón Cát Tường đây? À, ở đây khá rộng nha, đi tham quan ok nhưng mà hơi khát nước đó, phải mời tôi uống nước chứ. Dạ em xin lỗi chị nhưng mà bây giờ em sẽ mời chị uống nước. Dạ em mời chị mời. Mua gì uống đi chứ. Có phải bán nước gì đâu. À. Rồi. Dạ em mời chị dùng nước. Ủa sao chút xíu vậy, đang khát nước mà ít quá vậy. Wow, nước gì ngon vậy ta, ngọt ngọt. Hoa xì. Nước này nước gì vậy cơ, ngon quá. Dạ nước này là trong bức tượng vậy. Trong tượng chảy ra. Gì? Trong tượng chảy ra. Ôi đừng có gạt tôi. Nước này là nước nấu từ thảo dược. Chắc chắn là một cái thảo dược gì đó rất là khỏe. Uống vô rất là khỏe, đúng không? Em với chị sẽ cùng vào cái bức tượng đó xem là nước gì được không chị? Trong bức tượng thiệt hả? Đi, vô coi bức tượng gì. Nước mà từ trong bức tượng chảy ra. Dạ, em mời chị. Wow, em coi. Ủa, cái đó đẹp quá. Đẹp lắm. Đẹp quá. Kiểu như nó tự nhiên, nó mòn tự nhiên. Ừ, hay thiệt. Thôi, 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 thôi. Đây là đền Udojingu, nằm ở cuối phía nam tỉnh Miyazaki, là khu vực sản sinh ra bộ môn võ thuật truyền thống Nhật Bản, Kendo, kiếm đạo. Đây là một địa điểm có từ xa xưa. Bên trong hang động do thiên nhiên tạo nên là chính điện của đền, được sơn với màu sắc đỏ tươi, là nơi mà thần linh đang cư ngụ. Mỗi năm vào dịp năm mới, đền sẽ đón khoảng 13 vạn khách đến viếng đền. Đây là một điểm du lịch được yêu thích. Ủa, em nói lấy nước ở trong này á hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy là nước thiên nhiên rồi. Dạ. Và nó có cái nguồn, có cái vòi chảy ra hay sao? Dạ nó nhỏ từng giọt chị. Nó nhỏ từng giọt. Dạ. Này chị. Mình xếp hàng đi. Xếp hàng hả? Dạ.
mình để chân vào cái hai con đây. Dạ ok, chứ chị hơi ngã người xuống một xíu. Cát Tường đã phát hiện điều gì đó rất bất ngờ chăng? Thấy có à? Dạ. Giống như là hai cái dùng cái từ cho nó văn học là hai cái nhũ hoa. Hai cái nhũ hoa. Dạ. Ồ, vậy là mình uống nước giống như là uống nước từ nguồn sữa mẹ vậy đó. Dạ. Mà cái này là từ thiên nhiên. Có nghĩa là nước của mẹ từ thiên nhiên. Hèn chi nó ngọt ngọt mát mát. Thấy không? Chứ nếu mình đứng gần như mình sẽ không thấy nè. Dạ mình không thấy đâu chị. Đó, mới nước mới nhiễu nè. Nước nhiễu. Muốn coi, ơi ơi. Chị có thể uống thử. Mình... Chị tiên con ơi, coi kìa, hãy coi đi. Mẹ ơi mẹ. Mẹ. Con một giọt nước. Và đã quyết định đến gần chiêm ngưỡng và hưởng trọn giọt nước rơi trực tiếp tại đây. Mẹ ơi. Đó. Uống được nguồn nước này, một giọt nước này thôi Tường sẽ trẻ mãi không già thưa quý vị. Tuyệt vời. Cảm ơn cưng nha. Dạ không có gì chị. Trinh đã rất tự tin giao tiếp bằng tiếng Nhật và đang hỏi về điều thú vị tiếp theo sẽ là gì đây. これは これは亀石の中にあるしめ縄が張ってあるんですけど その 内側目がけて 男性は左手、女性は右手で 願いを込めて投げてください。 Ủa gì thấy chú Nguyễn hả? Dạ đây. Ở trong một tảng đá nó sẽ có một cái ô nhỏ đó. Mình sẽ cầu nguyện. Ai vô được cái ô đó đó hả? Cái ô nước nhỏ đó đó chị. Thật là nhiệm vụ bất khả thi. Đừng đây mà nhét cho em, đến trước đi. Đến trước đi. Dạ đem cầu nguyện. Cầu đi, cầu đi. Liệu điều may mắn sẽ đến với Cát Tường và Tú Trinh khi ném được viên đá vào đúng vòng tròn? Muzukashii. Cậu gì vậy? Cậu gì vậy? Dạ em... Bí mật à? Cố lên. Hướng gió, bây giờ gió đang thổi về hướng đông bắc với chiều 45 độ. Cố lên. Đợt này về may mắn rồi, thấy chưa? Ta nói cái đầu ta chưa có kinh nghiệm, mà cái thứ hai là ta có kinh nghiệm liền à. Cảm ơn, thật là linh. Rất là cảm ơn Trinh hôm nay đã hẹn dì Tường ở cái ngôi đền này và dẫn dì Tường đi tham quan một vòng. Kính thưa quý vị, nếu như mà có dịp mọi người đến Nhật Bản thì mọi người hãy đến ghé thăm. Đây là một cái ngôi đền mà đúng như lời Trinh giới thiệu, Tường cảm thấy rất là đặc biệt quý vị ạ. Hoàn toàn là cảnh quan thiên nhiên mà mình bước vào đây mình có một cảm giác trong người, mình cảm thấy rất là linh thiêng, mình cảm thấy rất là bình yên. Và thật là may mắn ngày hôm nay các Tường lại cầu nguyện và lại thả được hai cái viên đá mà trúng vào cái ô, thì Tường cảm thấy rất là vui, rất là happy khi mà từ đây quay trở về. Nhớ nha quý vị nha, đến Nhật Bản phải đến ngay chỗ này mới được. Và chúc quý vị sẽ cầu gì được nấy và đạt được những cái điều ước muốn của mình trong cuộc sống. Bây giờ thì em mới biết là chị Tường là một xạ thủ ném đá. Không ngờ luôn á. Nhưng mà hay nhất là cái đoạn mà chị lưỡi ra chị hứng. Trời ơi. Phải có tâm chứ em, mình phải quyết tâm, mình hứng lâu lắm luôn á. Tại vì lâu lắm bắt đầu nó mới tích tụ là được một cái giọt nhưng nước. Nhưng mà cái mặt của chị xuống. Lúc mà chị cái nước đó nó rôi vô miệng của chị xong mặt chị rất thỏa mãn. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái kiểu như trường sinh bất lão vậy đó em. Bất lão gì. Em biết đâu những cái đơn vị mà sản xuất nước rồi mời chị đi làm quảng cáo là chắc là ok. Mấy loại nước khoáng, nước suối, nước tươi vậy chẳng hạn. Wow, lão là muốn uống luôn á, thiệt á. Thôi bây giờ mọi người nào, mọi người hãy cảm nhận về bé Trinh đi, thấy bé Trinh là như thế nào? Cô này có vẻ là khá là mạnh mẽ.
nhìn là cái mái tóc rồi cái cách đi đứng, đặc biệt là rất là ga lăng khi dìu chị Tường xuống. Đáng lý là chị Tường chỉ đi được một mình rồi, nhưng mà tại vì thấy chị Tường chỉ mang đôi giày cao gót cũng hơi thắc mắc là sao bà đi đền mà mang đôi giày cao quá, thì thấy cô này cô nắm tay cô dìu xuống cho thấy là cũng rất là dạng dĩ và dễ gần, rất là ga lăng lịch thiệp. Hỏi Lộc đi, Lộc đoán xem cái cô này á trong cuộc sống của sẽ là người có tính cách như thế nào và cái cách sống của cô sẽ như thế nào. Nãy giờ Lộc quan sát thì Lộc thấy rất là dễ thương. Lộc nghĩ là bạn rất là chu đáo, rất là quan tâm tới những người xung quanh. Và Lộc nghĩ là có thể là bạn rất là cô đơn, bởi vì khi mà thấy chị Tường qua, thấy bạn chị Tường, thì Lộc để ý, Lộc nghĩ là người mà hay biết cách làm người khác vui, biết cách quan tâm tới người khác thì chắc là sẽ nhạy cảm mà cũng rất là dễ tổn thương đó. Lộc cảm giác, Lộc nghĩ là chắc là bạn ở đây Nhật một mình thì có lẽ là bạn cũng rất là nhớ bạn bè của mình ở Việt Nam. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem, theo dõi tiếp xem coi là sau khi mà đi chùa thì bạn này sẽ dẫn chị Tường đi đâu. Mời quý vị. Còn bây giờ thì mình làm gì nữa đây? Dạ bây giờ thì đến giờ em phải đi làm rồi. Chị có rảnh không hay là chị đến công ty em tham quan được không? Dạ được chứ. Ồ đi theo em vô được luôn hả? Dạ được. Đương nhiên rồi, chị phải đi theo chứ, mục đích chị qua đây là thăm em đó. Dạ. Thì đi thôi, mình đi bằng gì ta, xa gần. Từ đây tụi em làm bao xa? Dạ cũng khoảng hơn gần đền Udo Jinju là Michino Eki Nango. Đây là nơi mà ta có thể thưởng thức loại trái cây đặc sản đại diện cho tỉnh Miyazaki. Ở Nhật Bản, ngay tại điểm dừng chân của mỗi ga sẽ xây dựng nhà chờ và ở đó sẽ bán các loại đặc sản quà lưu niệm của tỉnh khu vực đó. Món đặc sản đặc biệt nổi tiếng ở đây là mango. Nổi tiếng đến mức ga xe điện tên là Nango mà mọi người lại thường hay nhầm và gọi thành mango. Nhờ vào sự yêu thích của mọi người đối với đặc sản xoài ở đây mà năm 2017, trạm dừng chân ở đây đã vinh dự đạt được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các trạm dừng chân ở Nhật. Thêm nữa, nơi mà chị Trinh đang sinh sống, thành phố Kushima, tỉnh Miyazaki là nơi được thiên nhiên đặc biệt ưu ái cùng với giống ngựa Misaki hoang dã. Các chú ngựa rất đáng yêu đúng không nào? Cát Tường cảm thấy rất mãn nguyện sau chuyến tham quan đền Udo Jinju với rất nhiều điều may mắn. Đây là khu vực trước khi vào xưởng làm việc của Tú Trinh. Cuối cùng cũng đến công ty nơi chị Trinh đang làm việc, Kushima Aoi Farm. Ca làm việc của chị Trinh bắt đầu từ buổi chiều. Konnichiwa. Và đây là nơi làm việc hàng ngày của Trinh cùng các bạn thực tập sinh người Việt Nam khác. Có lẽ giờ này Trinh đã bắt tay vào công việc của mình rồi. Dạ, đây là mọi người làm bên văn phòng của em. Mọi người thấy không, người ta đang làm việc mà có khách vô là người ta đứng lên người ta chào đàng hoàng nha. Em giới thiệu cho chị một chút là đây là camera là quay để quan sát ở xưởng em, cũng như là ở ngoài hết tất cả. Dạ. Để có vấn đề gì đó thì người trên văn phòng sẽ xuống giúp đỡ. Còn đây là bản tiến độ hàng ngày công việc. Xin chào. Ôi, nhân viên đông quá mà dễ thương quá. Xin chào. Dạ. Khoai đâu? Khoai. Phải có khoai mới giống chứ. Dạ, mỗi cái hình này là một loại khoai của công ty. Đây là khoai Haruka. Gì? Haruka. Ha, dạ, cái tên khoai Haruka. Beautiful. Very good. Lát cho chị đọc khoai nha. Bắt sợ khoai cho bác bé đi. Kasama desu. Đây là khoai công ty. Dạ, đây là bạn này thì ở chung phòng với em cũng là thực tập sinh. Đấy hả? Dạ, bạn này với bạn trên đó luôn. Em qua đây lâu chưa? Dạ, em qua đây 3 năm rồi. 3 năm có về thăm nhà lần nào không? Rồi, có đi có nhớ nhà nhiều không em? Dạ, em cũng có nhớ mà, nhưng mà ý là quen. Em tên gì? Em tên Kiều. Kiều, dạ. Ở Việt Nam em ở đâu, quê ở đâu? Dạ, Đồng Tháp. Đồng Tháp. Trong xưởng mình là có bao nhiêu người Việt làm việc, biết không? Dạ, 14 người. 14 người. Người qua lâu nhất là mấy năm? Qua lâu nhất. Em á hả? Qua lâu nhất. Có tấp trước nữa nhưng mà nó về rồi. Ồ, ủa. Rồi Trinh đâu rồi? Trinh, where?
Quê Trinh. Trời ơi, mới đây bà đi đâu mất tiêu bỏ tôi. Em ở đây nha, chị đi kiếm Trinh cái nha. Chị đi kiếm bạn Trinh cái. Trinh ơi. Trinh à, chắc vòng vòng trong nhà máy thôi. Cái này khoai bự nè, cái này XL nè quý vị. Wow. Ơi, quá đã quá. Ôi trời ơi. Ê, cái này nó dài dữ. Củ khoai dài quá. Rất là nhiều kích cỡ quý vị ơi. Trời ơi cái này. Đố mọi người cái này là cái củ gì? Cái này là củ khoai hay là trái bí? Trời ơi, sao củ khoai lan mà giống trái bí quá vậy trời. Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy cái củ khoai hình thù lạ vậy luôn á. Trời ơi, sao bỏ tôi đi vậy? Dạ. Lạc lõng ở đây vậy? Tới giờ em làm việc chị. Tới giờ làm việc hả? Công việc của em là làm gì? Dạ là em vô bao khoai. Bây giờ một bao vậy là 100 gram trở xuống. Dạ, một bao này là 350 gram. Một bao là 350 gram. Tới 400 gram. Vô thử rồi. Dạ. 350 tới 400. Dạ. 350 tới 400. Đây, là gì là? 350 tới 400. Dạ. Em làm như một tiếng là được bao nhiêu bao? Dạ, một tiếng em làm được 300 bao. Một tiếng làm 300 bao? Dạ. Gạt tôi không vậy? Dạ không, em nói thiệt. Một tiếng đồng hồ mà vô được 300 bao khoai. Dạ. Để cho chị thử coi. Ê, dạ. Chị đâu bao tay, chị làm thử coi. Dạ. Ví dụ nha, vừa là vừa hết đúng không? Dạ, như thế này thì cái đầu nhỏ thì mình sẽ để trên, cái đầu to thì mình để dưới. Khó vậy? Dạ. Cho đâu, nó đẹp á chị. Đâu, cái đầu lớn này để vô dưới. Dạ đúng rồi, cái đầu nhỏ thì nó ở trên. À, đầu nhỏ nó ở trên. 300 đến 350. 50. Này chắc chưa đủ đâu. Ok. 300 mà như rồi. Không, 350 tới 400. Và giờ thì MC Cát Tường sẽ so tài đóng gói với chị Tú Trinh. Trong vòng 3 phút, ai sẽ là người làm được nhiều thành phẩm hơn đây? Liệu kết quả sẽ như thế nào đây? Bây giờ quý vị hãy theo dõi một cuộc đua rất là hấp dẫn sắp diễn ra. 1, 2, 3, action! 1, 2, 3, trời ơi, 7 bao lắm nha. Không phải chị giỡn đâu nha. 300 đến 350 gram. Đúng rồi. Ồ, đúng rồi. Củ này vừa. 1, 2, lựa nữa chứ. Đã vậy mà còn lựa nữa nè. Lửa. 3, 2, ủa còn má. Còn hiểu mình. Ôi, để đếm nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả. Bên đây là 15 bao, bên đây là 7 bao rưỡi. Cuộc đếm bắt đầu. 2. Sao mặt buồn vậy cưng? Mặt vui lên. Tôi thấy vui rồi đó. 4. 6. 8. Thưa quý vị, đến đây là tôi đã thấy tôi thắng cuộc rồi. Chỉ còn 7 bao rưỡi nhưng tôi đã được 8 bao. Nhiêu là cưng? Dạ 8. Tiếp đi. 10. 12 bao. 12. Mình đã dư rồi. Mình đã dư gấp đôi rồi. 14. 16. Ủa sao đếm lẹ dữ vậy? 18. 19. Hay dữ ta. 31 mà được 19 bao. Có nghĩa là cũng dư 4 bao. Mà các tường cũng được 12 bao chứ bộ. Như vậy là chúng ta đều thắng. Chúng ta dạ. Đều thành công xuất sắc. Một tràng pháo tay cho bạn Trinh và bạn Cát Tường. Cái việc ai, có ai chỉ dẫn cho em, hướng dẫn cho em làm công việc này? Dạ có, đó là cô Yukari sợ. Là Ikeda Yukari, tên đầy đủ của cô là Ikeda Yukari. Là cô là vợ của giám đốc công ty này. Cũng là người mà chỉ bảo cho em để kêu trong công việc. Chị có thể nào đặt cô chút xíu được không? Dạ được. Dạ, cô làm ngay dưới em mời chị cùng em đi xuống. Không phiền cô đúng không? Dạ em nghĩ là. Chúng ta hãy gặp một nhân vật đặc biệt quý vị nha.